Xin chào cả nhà, hôm nay shop em sẽ hướng dẫn cho cả nhà sử dụng máy Brother NV800E. Đây là số điện thoại của mình nha, cả nhà liên hệ với mình luôn cung cấp giá tốt nhất thị trường, tư vấn và hướng dẫn tận tình nhất, đảm bảo sẽ rất là dễ sử dụng luôn. Với cái dòng máy này thì nó có hai khung theo máy, khung 10x10 và khung 16x26. Khung 10x10 thì mình sẽ theo những kích thước khung nhỏ, còn khung 16x26 mình sẽ theo những kích thước khung lớn hơn. Sau khi mình mua về mình sẽ ghim dây nguồn vô đây ha, ghim dây nguồn, và ở đây là công tắc của máy. Tiếp theo đó thì mình sẽ mở cái lỗ này nè. Rồi mình sẽ đưa cái bàn này vô. Rồi mình mở nắp này lên, bật công tắc nguồn ha. Sau khi bật công tắc nguồn thì mình sẽ thao tác của mình là mình sẽ chạm màn hình hai cái, xong ok. Ở trên màn hình này nó thể hiện bông hoa này, mình sẽ nhấn nút đi tới để chọn những cái mẫu của mình ha, những cái mẫu mình thích, còn nếu không thích thì mình nhấn nút quay lại đó. Đây là nút quay lại ha, còn ở đây là những cái kiểu chữ, ví dụ như chữ màu này, chữ màu mà phối phối khối hoa phối bông á. Mẫu này là 12 x 7 x. Còn đây là phông chữ của máy ha, phông chữ của máy nó có hai trang, là mình lật qua trang kia, phông chữ của Nhật này, nhưng mà nó sẽ không có dấu theo kiểu giống như dấu sắc giáo viên nha, nó là phông chữ của nước ngoài. Đó. Chọn phông chữ nào mình thích ha. Còn ở đây là khung hình, khung á, cái viên ở ngoài á, viên trái tim đó, hoặc là viên tam giác, tứ giác, hình chữ nhật đó. Còn ở đây là cổng kết nối với USB, mình nhấn vô đây nó sẽ kết nối với USB nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà thao tác đánh sút nha. Đánh sút thì mình sẽ bỏ con sút vô đây. À, bỏ cái cuộn chỉ mà chủ chỉ theo máy thì nó là chỉ đánh sút nha, chỉ đó là dùng để sút chỉ ở dưới thôi chứ không phải là chỉ theo đâu, chỉ theo là chỉ khác nữa. Mình sẽ đi theo cái đường ngắt quãng trên máy nha. Bây giờ mình đi theo đường số 1 này, rồi vòng xuống dưới đến số 2. Rồi số 3 này. Mình sẽ vòng vài cái cho nó chắc chắn nè. Cắt chỉ ở đây luôn ha. Mình sẽ gạt qua. Gạt qua khi này thì cái nút khởi nút này nó sẽ chuyển qua màu cam. Mình sẽ nhấn nút. Nhấn nút này hồi nào đây thì mình sẽ dừng lại ha. Khi nào đây mình sẽ nhấn nút ở phía dưới này để dừng lại. Đó. Và khi mà mình đây rồi thì mình sẽ gạt qua lại để lấy cái này ra. Con sút này thì mình sẽ bỏ theo chiều này cả nhà nhé. Bỏ theo chiều này này. Đây mình sẽ dùng mũi, có cái mũi tên này, mình sẽ kéo này.
để cho cái nắp này nó được bật lên. Đó, sau đó mình sẽ bỏ con chuột cho. Kéo theo mũi tên nha. Phía dưới này nó cắt chỉ. Kéo về phía cuối này luôn. Và nó sẽ cắt chỉ ha. Bây giờ mình sẽ xỏ chỉ này. Đối những cuộn chỉ nhỏ thì mình có thể để đây, cuộn chỉ lớn thì mình có thể để dưới này. Mình kéo lên, kéo làm sao mà không bị vướng chỉ là được. Rồi mình sẽ đi xem số 1 này. Số 1 đi xuống vòng này. Số 2. Số 3 bọc lên. Số 4 đánh từ bên phải qua trái. Rồi số 5 đi xuống chân của cái kim. Chân của cái kim có số 6. Rồi mình sẽ qua số 7. Rồi mình cắt chỉ ha. Cắt chỉ ở chỗ số 8. Sau đó mình sẽ nhấn cái nút ở bên hông này. Nhấn mạnh cái này. Đây mày giúp. Đó là nó sẽ xỏ chỉ vô. Rồi mình đẩy này lại ha. Bây giờ mình chọn mẫu ha. Chọn mẫu này đi. Chọn mẫu này đi, mình xong, sau khi chọn mẫu xong mình sẽ nhấn vô set nha. Ở phần này nó có thể hiện lên là move, nghĩa là di chuyển. Mình sẽ di chuyển này. Nó di chuyển ở dưới, ở trên, qua bên trái, qua bên phải gì đó là di chuyển ha. Xong di chuyển xong mình sẽ ok. Cái phần size này là kích thước. Kích thước thì nó sẽ có mũi tên đi vô hết á, là bóp nhỏ lại. Mũi tên đi ra là to đều ra. Còn cái này bóp trên xuống dưới. Đó, bóp hai bên hông. Không. Cái này là sẽ dạn rồng ra. Đó. Bóp nè. Kích thước của cái mẫu này thì thường được tăng giảm, tăng hoặc giảm khoảng 20% thôi. Chứ không tăng giảm được nhiều. Cái phần rotate này là cái phần lật mẫu, quay mẫu. Đó. 90 độ ha. Còn cái phần này là lật mẫu này. Giờ mình đang thấy cái phần xanh nó nằm bên này phải không? Mình sẽ lật qua này. Phần xanh nó chuyển qua bên này. Lật này thì thường thường sử dụng cho cái cổ áo hoặc là đối xứng hai cái bên tà áo chẳng hạn. Nó sẽ có hai cái bông đối xứng với nhau. Kiểu như vậy. Rồi cái phần này là delete, nghĩa là xóa cái mẫu này. Cái phần này là phần add, nghĩa là thêm. Mình có thể thêm một cái bông nào đó chẳng hạn. Đó, thêm một con thỏ này chẳng hạn. Thêm một con thỏ này. Nếu không thích thì mình xóa đi ha. Hoặc là thêm một cái khung chẳng hạn. Đó. Cái phần add này nghĩa là thêm mẫu ha. Còn phần này là lưu lại, ví dụ như những cái mẫu mà mình đem ở ngoài vô thì mình sẽ lưu vô trong máy luôn. Để sau này mỗi lần mình thêu á, mình vô máy mình lấy trực tiếp luôn, không cần phải qua USB nữa. Sau khi chỉnh sửa xong xuôi hết thì mình sẽ nhấn vô Edit End. Nghĩa là kết thúc chỉnh sửa. Và cái phần này là phần thêu ha, nhấn vô đây là sẽ là chuyển qua phần thêu. Như cái mẫu này nó sẽ tốn hết khoảng 17 phút. Tổng cộng của nó là 4 cuộn chỉ. Và cái này là của nó là 8.130 mấy mũi. Bây giờ mình sẽ căng khung ha, căng khung. Cái phần này để ở dưới nha.
xít cái nốt này lại. Mình sẽ đưa vào ha, khóa cái này lại. Tất cả các mẫu thêu của mình đều phải sử dụng giấy nha, giấy lót thêu. Mình sẽ nhấn nút này hai chân vịt xuống, rồi cái này sẽ chuyển qua màu xanh, nhấn nút là thêu. Cầu của máy mình cũng chỉ là khoảng 600 thôi. Nếu mình muốn chỉnh tốc độ đi, nó có cài đặt trong cái máy, mình có thể tăng tốc độ của máy lên. Phần đầu tiên nó sẽ thêu là cái phần màu xanh lá, nó đang chạy ở cái phần màu xanh lá. Mẫu phần này nó sẽ chạy hết tổng cộng là 5 phút ha. Ở bên hông này nó có cái mô tả của cái phần chạy của nó. Thường á, nó như cái này là có 1-4 màu. 1-4 màu thì ví dụ như hết cái màu thứ nhất, màu xanh lá đầu tiên á, nó sẽ ngưng cho mình thay chỉ. Còn nếu như mà mình không thay chỉ thì mình nhấn nút cho nó chạy tiếp ha. Bảng màu của nó là như vậy, nhưng mà nếu mà mình muốn kết hợp màu khác cũng được nữa, mình muốn chạy một màu cũng được, không có vấn đề gì hết. Chủ yếu là mình thấy đẹp mà ra mẫu chuẩn. Máy này thì nó có thể thêu được nhiều chất liệu vải, vải thun, vải áo dài, vải kaki hoặc kate đều thêu được hết, nó không kén vải. Mẫu của nó rất là nét, nó thêu nó nét lắm. Thank you.
sau khi hết màu chỉ thì nó sẽ dừng cho mình á, để mình thay chỉ. Mình sẽ tiến hành thay chỉ ha. Nếu mà không tiến hành thay chỉ thì mình sẽ hạ chân vịt và nhấn nút chạy tiếp. Như cái mẫu này nó nhiều màu nhưng mà mình để một màu chỉ mình chạy không hết luôn, mình chạy từ đầu tới cuối, nếu thay màu chỉ nó sẽ đẹp hơn nữa. Vậy là mẫu này là xong rồi ha. Mình phải nhấn như ok. Sau đó mình phải lấy khung ra. Đường chỉ thêu của máy này rất là nét luôn. Thêu rất là đẹp. Mình sẽ hướng dẫn mấy cái nút chỉnh ở trên máy nha. Ví dụ như nút này là nút hạ chân vịt xuống á. Thường thường nó sẽ sử dụng khi mà mình thao tác xong xuôi hết trên màn hình rồi. Mình sẽ nhấn cái này để tiến hành thêu, tiến hành nhấn này. Nhấn này xong, cái này nó sẽ chuyển qua màu xanh là mình sẽ thêu được ha. Cái nút này là nút cắt chỉ. Cắt chỉ là trường hợp ví dụ như đang thêu dở chẳng hạn mà nó bị vướng gì đó, mình sẽ cắt chỉ để mình lôi ra mình xử lý ha. Nút này là nút nâng kim lên này. Kim nó đang ở dưới, mình nâng kim lên ha. Nếu mà tỉnh chỉnh tốc độ trong máy á, mình sẽ vô đây này. Đó, mà mình đi tới ha. Đó, tốc độ mình đang chạy là 500 ha. Mình muốn tăng tốc độ lên thì mình nhấn nút cộng. Đó, 850 là tốc độ tối đa của máy ha. Mà thường thường mình đừng nên chạy 850, tại vì khi mà mình chạy hết watt của máy á, thì cái độ bền của máy nó sẽ không được bền. Mình chạy tốc độ chậm thôi, và tùy chất liệu vải nữa. Chất liệu vải mà thun mỏng đâu đó, mình sẽ chạy tốc độ chậm hơn để tránh trường hợp vải nó bị dúng lại ha. Xong đó mình ok. Đó, ở phần cuối này nó có mấy cái nút chỉnh này nữa. Nút chỉnh này, nút này là chỉnh cái độ nhạt chỉ, cái đồ mà siết chặt lỏng chỉ. Ví dụ như mình giảm về 3.8, 3.6 á, thì cái đồ này là càng lỏng hơn, tăng lên thì chỉ nó sẽ chặt hơn. Đó, cái này thường thường ví dụ như vải thun đồ đó thì mình sẽ cho nó lỏng chút xíu. Còn nếu vải zin đồ đó thì mình sẽ để ở mức 4.5 cũng được. Vải zin dày không có sao, nhưng mà vải thun mỏng á thì mình phải xả lỏng chỉ ra để cho nó đường chỉ cho nó mềm mại. Còn cái này á, cái mức chỉnh này á, ví dụ như trong trường hợp mà bị đứt chỉ chẳng hạn,
thì nó sẽ bị mất một hoặc vài mũi. Thì mình sẽ nhấn vào đây, mình trừ lại 10 mũi chẳng hạn, để cho nó thêu lại những cái mũi đã mất ha. Nhấn trừ vô 10 hoặc là trừ vô 20 hoặc gì trừ. Nếu trừ 20 thì mình trừ thêm một, nhấn thêm 2 lần. Đó, xong đó mình ok. Nói chung về máy này thì thêu chuẩn, tốc độ ngang ngửa với máy lớn. Với lại khung thêu của nó cũng lớn, khung thêu của nó là 16-26 á. Thêu sắc nét, nói chung máy này thì tầm giá vừa phải, dễ dàng đầu tư, không có gì phải chê hết. Trong trường hợp mà sử dụng máy á, mấy bạn mà có vấn đề gì mà vướng mắc hay gì đó thì cứ inbox trên shop, bên em sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy này nha, giải đáp tất cả các thắc mắc về máy luôn. Và giá cả của bên shop mình đưa ra thì lúc nào là cũng là giá cả cạnh tranh nhất, với lại chế độ hậu mãi tốt nhất. Máy này thì hàng chính hãng, bảo hành 2 năm. Rồi liên hệ mua máy liên hệ với em tên Thương nha, 0902717902. Rồi, đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà nha.